Rồi, phim trường mới đây. Đi về đây. Thôi, đừng mua đồ nữa đi. Đừng dòm, đừng ngó nữa đi. Thấy cái mua lum lum la. À, cứ dòm dòm mới ra. Ủa? Ở đây Cậu mua bán cái gì ơi, giờ đẹp lắm. giá nó vừa túi tiền nha. Quýt kia có 15.000. Rau sạch 4 bó 10.000. Công nhận không? Rẻ. Trời ơi, công nhận rẻ hả? Nhớ nó lưu ý nó mốt. Ôi, cái gì cũng có. Quá trời rộng. Rau củ quả, thịt cá gì cũng có hết trơn. Ở bên đây mình đi cái gian nào ra ta, đi cái gian này thử chặt cái trên. Ồ, cá sống nhăn răng luôn. Khu bán thịt, khu bán thịt cháy đèn. Bây giờ là tới giai đoạn mà bắp bắp ba trái 10.000 nữa rồi. Rau gì mà hái hùng, rau mái không, mái rau không à, lòng mút nữa kìa. Qua mua lòng mút nữa nè, bắp ba trái 10.000. Nhiêu ký? 20 anh, 20.000. Lòng mút 20 ký hả? 25.000. 9 hay 6, 9 hay 6 vậy đó. Lòng mút 20 ký. À, thôi. Được rồi, đủ rồi. Thấy thì thôi. Rẻ thì mua 20.000 cũng không rẻ. Bắp ba trái 10.000. Ra đây đường
thủ mỗi ngày sẽ là 3 chiếc TV Samsung. Sẽ phải vật liệu xây dựng ha. Quá trời ơi. Phương Nam Bookstore. Nhà sách Phương Nam.
Regina gì đó. Regina, à, Regina đúng hơn. Người ta còn kêu là quả trứng gà. Tại vì cái ruột của nó màu đỏ, như là cái quả đậm đỏ của cái trứng gà vậy đó. Giống như nãy chị kia chị bổ ra vàng, vàng bột. Cái này chắc ít người biết lắm á. Nó không có phải là một loại trái cây thông dụng mà bán thường xuyên như là xoài, cóc, ổi, táo luôn chưa mà ăn cục rồi. Nó bán thấy thì ai biết thì nó biết vậy thôi, chứ nó không có giống theo mùa, theo mùa trái. Mình cũng không có để ý ha, nhưng mà mình thấy nó ít, nó ít bán, ít bán ở mấy cái chợ. Mấy cái loại trái cây này thì có quanh năm, chứ mà cái trái này nó vô chừng lắm. Thấy chị đã bán, đúng là nguyên chợ chỉ có mình chị đã bán quả này. Mình chị đã bán mua luôn ha, 30.000 một ký. Mấy phút rồi, 14 phút rồi, mình dừng video này, mình qua video mới.